Máy bên em là có trọng lượng là 75 kg các bác nhỉ. Còn các cái hãng khác thì có thể là nhẹ hơn, họ làm gần giống như bên em thì có thể 50-55 kg thì nó sẽ mỏng hơn và các cơ cấu đều khác với bên em. Cái hình thức thì nhìn giống thôi, nhưng về kết cấu, nhất là cái điểm cơ cấu trục khỉu để làm rung sàng này các bác này. Đấy. Đấy, khi rung sàng là cái kết cấu của bên em là y như máy liên hoàn to luôn bác nhá. Chạy ổn định hơn và hiệu quả hơn các bác nhé. Và tất cả các rãnh bully đều là chạy dây B, không chạy dây A như các cái sản phẩm của các công ty khác. Và hiện tại đây đang kiểm tra là 5 máy, thì có 4 máy là sẽ chuyển vào khu vực Tây Nguyên, cụ thể như các tỉnh em đã nói ở trên là Gia Lai, Đắk Nông và Kon Tum. Các bác đang chuẩn bị vào mùa nên là các bác ấy sắm trước, để vào mùa là chỉ việc tiến hành. Chào mừng các bác đến với kênh Điện Máy Long Hải. Hôm nay em xin chia sẻ để các bác cái video kiểm tra máy tuốt lúa mini sàng rung có mã sản phẩm là LH05 để chuyển cho một số bác ở trong phía miền Trung, cụ thể là các tỉnh như Gia Lai, Kon Tum và tỉnh Đắk Nông, cho anh Trên này và anh Phiêu, như là anh Thắng. Thì đây là bên em đang mở ra để kiểm tra các chức năng của máy trước khi đóng gói và để chuyển cho các bác. Tất cả hàng bên em sau khi được kiểm tra kỹ càng thì mới đóng gói để và bọc để đảm bảo cho các bác khi vận chuyển. Đây máy tuốt lúa mini sàng rung LH05 này thì đây là phiên bản 2022 các bác nhé. Cụ thể nó được xuất xưởng tháng 2. Cái phiên bản 2022 thì như video trước em đã đưa thì cái nắp đậy buồng đập phía trên này các bác này là màu xanh lá mạ, còn phần dưới thì vẫn là màu xanh giống như phiên bản năm 2021. Và kết cấu thì đây vẫn tương ứng như và kết cấu vẫn không có gì thay đổi nhiều so với phiên bản 2021. Chỉ duy nhất là cái hệ thống tăng cu loa ở dưới đây thì là sẽ dùng một bu ly trung gian các bác nhé. Cái bu ly trung gian này này để khi các bác trùng cu loa, các bác chỉ việc tăng cái này thôi. Đấy, những video trước em đã giới thiệu rồi. Đấy, tăng bằng cách là vặn cái núm này. Đấy, vặn dao hoặc vặn vào các bác vặn thế thôi. Đấy. Còn đâu kết cấu vẫn là như các phiên bản 2021. Về nói chung ý, thì máy tuốt lúa mini sàng rung bên em thì nó có kết cấu về mặt kỹ thuật thì nó được thừa hưởng những cái về công nghệ cũng như kỹ thuật từ máy tuốt lúa liên hoàn các bác nhé, máy to đấy. Chính vì thế nên là nó đã được kiểm nghiệm trên thị trường và đã có tính ổn định rất cao. Máy bên em là có trọng lượng là 75 kg các bác nhỉ. Còn các cái hãng khác thì có thể là nhẹ hơn, họ làm gần giống như bên em thì có thể 50-55 kg thì nó sẽ mỏng hơn và các cơ cấu đều khác với bên em. Hình thức thì nhìn giống thôi,
nhưng về kết cấu, nhất là cái điểm cơ cấu trục kiểu để làm rung sàng này các bác này. Đấy. Đấy, khi rung sàng là cái kết cấu của bên em là y như máy liên hoàn to luôn bác nhá, chạy ổn định hơn và hiệu quả hơn các bác nhá. Và tất cả các rãnh buli đều là chạy dây B, không chạy dây A như các cái sản phẩm của các công ty khác. Và hiện tại đây là bên em đang kiểm tra là 5 máy, thì có 4 máy là sẽ chuyển vào khu vực Tây Nguyên. Cụ thể như các tỉnh em đã nói ở trên là Gia Lai, Đắk Nông và Kon Tum. Các bác đang chuẩn bị vào mùa nên là các bác ấy sắm trước, để vào mùa là chỉ việc tiến hành, không cho kịp thời vụ. Đây, tất cả các máy đều được. Phiên bản 2022 thì cái vấu đập này nó to hơn một chút, là vấu phi 10 các bác nhé. Vấu này là phi 10 này. Còn phiên bản 2021 thì vấu là phi 8. Còn thanh dưới này là thanh giữ các vấu đập này thì là sắt phi 12 thép xoắn các bác nhé. Trục chính thì là phi 22. Đấy, bi vẫn là bi trao nhập khẩu các bác nhé. Đấy, các cái bàn này khi các bác thao tác thì nó rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ, đây là khi vận chuyển thì các bác để xuống này cho nó gọn. Đấy, còn khi mua đấy thì các bác chỉ việc nâng lên và cài hai cái tay đỡ này vào là được. Đấy. Ok. Tất cả đều được kiểm tra và đã rất là đảm bảo, không có một lỗi gì cả. Về nguyên tắc, bên em khi xuất kho và đóng gói để chuyển đều phải kiểm tra các bộ phận xem có phát hiện ra lỗi gì không. Mặc dù là khi xuất xưởng ở nhà máy là bên em đã được kiểm tra rồi, nhưng mà trong quá trình vận chuyển đến các kho như ở Sơn La hoặc Hà Nội thì có thể là nó sẽ dẫn đến có va chạm hoặc là có xảy ra lỗi do quá trình vận chuyển. Chính vì vậy mà em phải kiểm tra rất kỹ trước khi vận chuyển, rồi sau đó với đóng gói bọc cẩn thận và chuyển cho các bác. Đấy, tất cả các máy đều giống nhau các bác nhé. Đấy, các cánh quạt vừa là để hất rơm vừa là để thổi thì là đều là bằng tôn rất dày các bác nhé. Đấy, tôn của nắp buồng đập cũng vậy này các bác này, rất là dày. Đấy, chỗ này nó hơi tối nên là hơi khó nhìn. Các bác khi nhận hàng thì có thể kiểm tra giúp em có những vấn đề gì xảy ra khi quá trình vận chuyển nó gây đến, thì các bác phản hồi để bên em có biện pháp hỗ trợ kịp thời các bác nhé. Đây, tôn cấu thành lên nắp buồng đập rất dày các bác nhé. Tôn 1 ly 2. Đấy. Và dưới mép đều có khung viền đi nẹp bằng thắt thép lập là bản 2,5 dày 3 ly. Đấy, cắt đường gân để trượt rơm khi trên nắp buồng đập cũng vậy, đều bằng tôn rất là dày các bác nhé.
Thì khi xuất xưởng thì bên em đã bọc cái nắp này rồi để tránh trầy xước cũng như va đập rồi. Đấy. Bên này vậy là bi trao này. Tất cả các sản phẩm xuất xưởng thì đều có tem của Long Hải đây các bác nhá. Mã sản phẩm này LH05. Còn sàng rung thì sàng 3 cấp các bác nhá. Em nói lại video trước em cũng đã nói, nhưng lượt sàng đầu tiên là lỗ 1,5 phân, được đột lỗ 1,5 phân này. Tôn dày là tôn dày 1 ly các bác nha. Tầng thứ hai là tôn 1 ly 2. Đấy, còn khung chính của nó là tôn 1 ly rưỡi các bạn. Đấy. Khi thóc lúa được tuốt thì thóc sẽ rơi từ buồng đập phía trên này. Đấy, sẽ xuống đến sàng thứ nhất, lọc bỏ các cận rơm đi theo thóc xuống đây này. Và đằng kia quạt gió sẽ thổi ra đằng này và rơm sẽ phọt ra đằng này các bác nhé. Xong xuống đến tầng thứ hai là sẽ lọc tiếp một lần nữa với lỗ sàng nhỏ hơn, lỗ là 1 phân các bác nhé. Đấy, hay gọi là lỗ 10 mm. Xong đó xuống đến tầng thứ ba là sẽ được thổi tiếp và thóc sẽ theo sàng rung là trôi dần sang bên kia. Trôi dần sang bên phễu bên này. Và tại đây các bác có thể trải bạt hứng hoặc là lấy chậu, lấy thúng thì hoặc là lấy chậu nhựa. Các bác hứng tại đây và đổ vào bao. Máy sàng rung này thì khác với máy không có sàng rung nhập từ Trung Quốc về thì là nó máy kia, máy nhập khẩu thì có hệ thống phụt thẳng vào bao luôn, còn máy này thì bền bỉ hơn, ổn định hơn, trọng lượng nặng hơn, nhưng mà nó lại không, vì có kết cấu sàng rung nên không thiết kế được hệ thống để phụt thẳng vào bao được. Bên em đang nghiên cứu thêm để có khả năng sẽ thiết kế hệ thống phụt thẳng vào bao luôn. Nhưng mà vì nếu mà lắp thêm hệ thống phụt thẳng vào bao ấy thì trọng lượng máy sẽ nặng thêm, thì đôi khi vận chuyển nó sẽ có một chút khó khăn. Chính vì vậy bên em đang cân nhắc rất nhiều và đang chờ ý kiến phản hồi của các bác. Các bác có ý kiến phản hồi như nào thì nhớ comment dưới phần bình luận giúp em, để em lấy ý kiến và từ đó sẽ có những cải tiến cụ thể về sản phẩm. Thôi đậy vào đi cháu ơi. Đấy, bây giờ đã kiểm tra xong rồi, bên em sẽ đậy vào và chuẩn bị tiến hành là bọc sản phẩm. Đấy, khi các bác cái bàn đỡ lúa này khi di chuyển thì các bác có thể hạ xuống để cho nó gọn, ta di chuyển đi thì nó được dễ dàng hơn. Và trên nắp bùng đập này các bác nhé, là trong đây là sẽ có một cái tai. Đấy, tai để khi các bác vận chuyển, các bác luồn cái đòn vào đấy, các bác khiêng cây tre hoặc là cây gỗ gì đấy, các bác luồn và hai người khiêng là sẽ rất đơn giản đó nhé. Đấy, nắp bùng đập thì bọn bạn, khi xuất xưởng bên em đã đậy và đã bọc sẵn rồi, bây giờ chỉ còn bọc xung quanh. Đấy, để tránh trầy xước cũng như là va đập. Thực ra thì nó rất là khó méo bẹp vì bên em khung làm rất là dày, tất cả đều là V4 đủ các bác nhé. Các đồng chí đang đậy nắp vào và để chuẩn bị tiến hành đóng gói bọc, và sau đó là dán tên cũng như địa chỉ hay thông tin khách hàng, và bên vận chuyển người ta sẽ nhận đến và người ta sẽ vận chuyển cho các bác. Đây, cơ cấu toàn là trục khỉu và cánh tay đòn rất là chắc chắn, khi chạy rất là êm ái, không có tiếng động các bác nhé. Khác với một số các sản phẩm có trên thị trường là người ta dùng đường ray trượt và đĩa lệch tâm để tạo độ rung, nó không ổn định. Cái này đã được dùng trên máy tuốt liên hoàn dài 2,2 m hoặc là 2 m. Nó trọng lượng nó nặng hơn nhiều và công suất lớn hơn nhiều, nó vẫn ổn định.
Thì cơ cấu này được dùng vào máy mini này thì sẽ chắc chắn là sẽ ổn định các bác ạ. Đã được trải nghiệm và thử nghiệm trên hai vụ, tức là 4 vụ cho 2 năm đều đã được kiểm nghiệm và rất ổn định các bác nha. Về cơ cấu sàng rung thì không có vấn đề gì cả. Và các bác có nhu cầu đặt hàng thì em lưu ý là chuyển từ phía Bắc này vào, đang mùa dịch rất là căng thẳng thì cái quá trình vận chuyển nó sẽ lâu hơn bình thường. Ví dụ như chuyển từ Hà Nội vào đến khu vực Tây Nguyên thì sẽ thường thường sẽ phải mất đến 4-5 ngày, còn bình thường chỉ mất 3 ngày thôi các bác. Nhưng bây giờ phải mất 4-5 ngày, thậm chí có những lúc đi qua vùng dịch căng thẳng thì lại phải đi đường vòng thì nó phải lên đến 5-6 ngày. Còn như các bác ở Cà Mau, Sóc Trăng hoặc là Bạc Liêu thì thời gian vận chuyển có thể lên đến 9-10 ngày các bác nhé. Chính vì vậy nên khi các bác có nhu cầu đặt hàng nên đặt sớm để bên em kịp thời vận chuyển cho kịp thời vụ cho các bác. Tránh trường hợp như các vụ trước là có một số bác đã đến khi chuẩn bị gặt rồi, sát ngày gặt rồi mới báo bên em chuyển thì có quá trình vận chuyển nó hơi lâu thì sẽ không kịp thời vụ cho các bác nhé. Các bác nên đặt sớm, nếu có nhu cầu đặt sớm, cần tư vấn hay là báo giá thì các bác có thể liên hệ qua hotline hoặc Zalo trên cùng một số là 0977 499 988 các bác nhé. Đây là 5 máy này em sẽ chuyển trong chiều nay. Còn trong kho bên em hiện tại bây giờ cũng chỉ còn có vài chục cái thôi các bác. Sản xuất đến đâu là hàng đi đến đấy nên là không có hàng tồn nhiều. Các bác có nhu cầu nên liên hệ với bên em sớm các bác nhé. Video của em xin được kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo. Mọi đóng góp cũng như ý kiến phản hồi xin các bác bình luận dưới video này. Đấy, đây là phục dơm ra các bác. Tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác ở